Hello các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series tiến hóa con chó đột biến của chúng ta thành tiếp những con vật tiếp theo nha Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu con chó này sẽ chiến đấu với một bang trên thế giới này gọi là cái gì đây một hòn đảo khác Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu với chó săn chọi Ok Đây một con chó bên kia là chó săn chọi bên mình là bao phủ nhện à, cái càng này không phải là càng buộc cạp mà là chân của nhện chân trước của nhện đây vừa vừa chúng ta đã tất nó hai chiêu cao ok thấy không đôi khi con kia bên kia nó hồi máu đấy chứ chỗ rồi chỗ săn chọi đấy bên là toàn chỗ chỗ mà nó lai được cái bộ móng vuốt hơi bị dài còn bên mình thì các bạn thấy đấy Lai tùm lum đột biến hết các kiểu con gì mạnh là like vào hết đây kể tên qua như là đuôi rìu thấy không chỏ mà buộc cái rìu, rìu sắt đằng sau lưng đấy con đầu thì đầu này đầu rồng chân thì chân nhện lưng lưng tê giác à, bắp chân thì bắp chân của con gì cơ bắp lắm ok đã dịch xong à đã có đen mới chúng ta sẽ vào phòng thí nghiệm đột biến gen cho nó lần nữa đây được thêm cái gì để biết hình như là cái sừng dê hay không thấy cái sừng dê đây ok chúng ta sẽ tiến hóa cái sừng dê chứ cái này chưa đủ tiền đâu đột biến truy tăng máu ong đây sừng dê chỉ số hồi máu 2 kỹ năng chủ động đột biến thế nào Uh, khả khả khả. Thấy em nó tư ra. Thêm một phát nữa Tiếp tục trận chiến Chó cà tàng Chúng ta sẽ chiến đấu Hết lượt này để qua Một khu đảo mới Đây chúng ta đã có hồi kim châm Nó cũng hồi theo luôn Nó không dám đánh Ủa con thú bên này là thú uh, Chân nhền Chân nhền không ta Bốn chân chân nhền đấy ơi nó cũng có hồi đam như chúng ta phản đam à, chúng ta tiếp tục nào hồi thôi bảo vệ trước cái đã từ nó đánh nó đau luôn nó đánh mình nó đau hơn mình ghê không đây chúng ta sẽ có đòn tê liệt đó chúng ta đã bị phản đam lại mất 11 máu nó cũng mạnh đấy chúng ta chắc phải tăng cái đòn tận công lên ok nó đang chỉ mạng kìa u mà đấy đấy ok 58 máu chắc một cao nữa là nó chết rồi một cao hay một đá một cao đấy chúng ta rất chi là mạnh rồi nhưng mà chúng ta phải càng ngày càng mạnh thêm phải biến đổi gen nhiều hơn nữa hôm nay chúng ta có cái gì đây đột biến trên này là đòn tấn công đột biến tấn công chân gia tốc đòn đánh nhân hai Ok Đột biến nó coi Wow Cái chân cơ bắp đã biến mất Thay vào đó là một cái chân con gì đấy không biết Giống chân gà Có ba mỏng qua cửa Nhưng mà lại giống màu giống của chân báo Đây Chúng ta xem uh, Cái bản đối thủ của chúng ta là gì nhá Một con ong bay Ong mà lái tùm lum hết Để chúng ta đã có chiêu ba chiêu uh, vừa cắn vừa phá độc nó cũng phà độc mình luôn đấy đọc mình, mình rút một lần có hai hai mà nó hồi máu cũng nhiều đấy à con đòn đánh tê liệt gây tê liệt nó liền được thêm một lượt đánh nữa chắc chúng ta sẽ phải hồi máu hay không nó cũng hồi máu theo quá trời ấy chứ gặp nó này theo các bạn thì con đầu đầu con này là giống con ong hay là con ruồi mắt thì mắt ong đấy nó lai cảnh này cảnh chuồn chuồn Đuôi những đuôi bọt cạp hay sao ấy Nó cũng mạnh Nhưng mà không mạnh bằng chúng ta đâu Nó tấn công Đấy chúng ta đã rút độc nó dần dần Ok Đã thôi Chúng ta đang được đà tấn công Thì cứ tấn công Vậy cái tên rất chỉ là ác thương tật tê giác Nghĩ sao Thú thế này mà nó ghi là thương tật được Ok, vậy là kêu xong. Chúng ta có một cái uh, biệt đột gen mới, khung xương Adamantum phòng thủ 8%, máu tăng 80 phần 80. Ok, đột biến thôi. Thay cái giáp đá, đúng không? Đúng y, thân bắt đầu nhìn đẹp hơn đấy. Được mấy cái xương. Chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với kẻ nhào bán có sừng đây u con này nhiều chân thế đường sau là bốn cái chân đường trước là hai cái chân mà chân gì ấy. đuôi đuôi bò cạp con này đột biến hơn nữa kẻ nhào bán có sừng đây chúng ta sẽ tiếp tục chuyện nó thôi u uh, sao nó vô nó mạnh chút mình mạnh thế chắc phải tận công tăng kêu tận công thêm coi nào Ui ui sao nó mạnh thế đây có chiêu phải đọc rồi vừa cắn vừa phải đọc nó lại hồi máu chúng ta lại không có chiêu nào đánh mấy ác chứ hồi máu thôi rồi chúng ta cứ hồi máu đời chiêu mà đánh thôi đây đã được chiêu cao hai chiêu cao 95 máu ừ nó hồi một năm mấy máu lại không có chiêu nào đánh vậy thì ta sẽ hồi máu à, ta sẽ phòng thủ nhé hát thấy chưa mình không chết được nó cào nó nào mà chơi game này được cái là mình không thể cay được nhiều đâu tại vì một trận đạn mất 15 năng lượng cho nên là đánh được vài trận hết năng lượng rồi cho nên phải đợi nó hồi ủ nó chỉ màng muốn sắp chết rồi đấy có chiêu ban đây ok chúng ta đã mở được một cái quá mới mở xem có chiêu gì nào oh, chà open oh. Vậy là không có chiêu gì mới cái này ở trong shop mất tiêu rồi Ok Vậy chúng ta sẽ xem nào Bạn đã thử bình năng lượng chưa Xem qua cửa hàng Vậy đúng ý bình năng lượng nó nằm bên cửa hàng rồi Bây giờ chúng ta đã hết mana để chơi tiếp Ok Vậy ngày hôm nay chúng ta chỉ để đánh được tới đây thôi nha các bạn à, Các bạn cho mình một like Đăng ký kênh để ủng hộ kênh để ra nhiều video hơn nữa nhé ok chào các bạn cảm ơn các bạn